Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải đề chống liệt số 7. Câu 1, khi nói về trao đổi khoáng, phát biểu nào sai? Nguyên tố kali có vai trò huy động chất dinh dưỡng từ quả hạt đi vào lá. Ở đây là mình biết là nguyên tố kali khi mà cây ra hoa, bắt đầu là giai đoạn ra hoa, kết trái, thì người ta sẽ tăng cường bón phân kali để kali nó giúp huy động cái chất dinh dưỡng từ lá đi vào trong hạt và quả. Cho nên chúng ta là bị ngược rồi. Cho nên câu A là câu sai. Câu B, nếu nồng độ ion khoáng ở trong đất cao hơn cây, trong cây thì rễ sẽ hút khoáng thụ động. Bên ngoài đất là nhiều ion, bên trong ít hơn thì nó sẽ vận chuyển thụ động. Là đúng ha. Câu C, FeNi mol bor là nguyên tố vi lượng đúng. Carbon, hydro, oxy, nitơ, phốt pho là nguyên tố đa lượng là đúng. Cái hấp thụ nguyên tố khoáng dưới dạng ion hòa tan trong nước nè, đúng. Câu 2, trong hệ tiêu hóa các loài động vật, chất nào sau đây trong thức ăn có thể được hấp thụ mà không cần biến đổi? Thì những chất đơn giản nó sẽ được hấp thụ trực tiếp không qua biến đổi, chính là glucose. Tinh bột này khi đi vào thì nó phải thủy phân, phải tiêu hóa để tạo nên glucose, thì lúc đó cơ thể mình mới hấp thụ được. Protein thì phải tạo axit amin, lipid thì phải thủy phân ra glycerol và axit béo. Cellulose thì nó cũng phải tiêu hóa để tạo thành chất đơn giản hơn. Đó. Cho nên ở đây là câu đáp án là câu B ha. Câu 3. Loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước của lá cây? Thoát hơi nước của lá là có hai con đường, qua lớp cutin và qua khí khổng, và chỉ có tế bào khí khổng mới có khả năng điều tiết quá trình thoát hơi nước. Đáp án là câu A. Câu 4. Cho biết A lên A lớn quy định thân cao trừ hoàn toàn A nhỏ thân thấp, phép Lai nào Lai phân tích? Lai phân tích là Lai trội với lặn. Đó, cho nên đây trội trội sai. Trội với lặn, đây là phép Lai phân tích. Lặn lặn, trội trội sai. Phép Lai phân tích với mục đích là phân tích cơ thể đem Lai. Cơ thể có kiểu hình trội đó, có kiểu gen đồng hợp hay là dị hợp. Câu 5. Tính trạng màu hoa do gen nằm ở lục lạp. Chú ý ha, gen nằm ở lục lạp. A đỏ, A nhỏ là trắng, lấy hạt phấn của cây đỏ, thụ phấn cho cây hoa trắng, thu được F1, rồi F1 từ thụ phấn, thu được F2, có tỷ lệ kiểu hình là gì? Đó. Gen, các em chú ý ha, nếu trong đề gen nằm ở ti thể hoặc là lục lạp. Ti thể là có thực vật và động vật, còn ở lục lạp thì chỉ có thực vật thôi, thì nó sẽ di truyền theo dòng mẹ. Di truyền tế bào chất, hay còn gọi là theo dòng mẹ, bởi vì ti thể và lục lạp nó nằm ở tế bào chất. Con sinh ra sẽ giống mẹ. Cho nên ở đây, lấy hạt phấn này là bố đực. Thụ phấn cho cây hoa trắng này là trái. Cho nên F1, mình phải muốn tính F2 là mình phải biết được F1. F1 này là giống mẹ hoàn toàn sẽ là trắng. Đó, đây cái là trắng. Theo dòng mẹ mà. Đó. Rồi F1 từ thụ phấn. Thụ phấn như là trắng lai với trắng. Thì lúc đó mẹ cũng là trắng. Vậy F2 phải là 100% hoa trắng. Nhớ là di truyền theo dòng mẹ. Câu 6. Khi nói về các nhà khoa học sinh học, bao nhiêu phát biểu đúng? Morgan là người phát hiện ra sự di truyền liên kết gen, hoán vị gen liên kết giới tính là đúng. Người ta có thể ra từng câu đơn ha. Ví dụ như ai là nhà khoa học phát hiện ra liên kết gen thì mình chọn là Morgan. Jacob Monod phát hiện cơ chế điều hòa hoạt động ở vi khuẩn E. coli là đúng. Coren phát hiện di truyền ngoại nhân. Di truyền ngoại nhân này chính là di truyền theo dòng mẹ đó. Nghiên cứu trên đối tượng là cây hoa phấn, đúng. Mendel là người đưa ra phương pháp phân tích cơ thể lai, nghiên cứu trên đảo Hà Lan là đúng. Cả 4 ý đều đúng. Câu 7. Trong quần xã, chim sáo và trâu rừng, lương biển và cá nhỏ là mối quan hệ gì? Nào, chim sáo đậu trên lưng trâu rừng, nó sẽ ăn các con cháy rặn và con trâu rừng này cũng có lợi, chim sáo cũng có lợi. Nhưng mà mối quan hệ này không chặt chẽ. Đây là mối quan hệ hợp tác. Lương biển và cá nhỏ cũng tương tự như vậy là hợp tác. Câu 8. Nu loại timin. Timin chính là T, cấu tạo nên phân tử nào? T thì phải là ADN, cấu tạo ATGX. Còn ARN là AUGX, không có T. Câu 9. Phép Lai này đời con có tối đa bao nhiêu kiểu gen? Đó, ở đây phép Lai rất là đơn giản. Có hai loại giao tử bên này, hai mình kết hợp lại
nó tạo ra đời con là gì? XD lớn nè. XD lớn của mẹ, XD lớn bên này, XD lớn. Rồi, XD lớn Y. Kết hợp lần lượt XD lớn, XD nhỏ. Đây. Và XD nhỏ Y là có 4 loại kiểu gen. Đáp án là câu B. Câu 10. Theo Mendel, Allen, thân cao và Allen quy định tính trạng nào sẽ phân ly đồng đều? Đã có hai thuật ngữ, phân ly độc lập hoặc là phân ly đồng đều. Đã đồng đều có nghĩa là nó phải cùng tính trạng. Thân cao phải đi với ví dụ thân thấp. Đó, ở đây là câu C, thân thấp. Còn nếu mà phân ly độc lập thì chín sớm này, hoa trắng, hạt vàng. Độc lập là phải khác về tính trạng, còn đồng đều phải cùng về tính trạng. Đây là chiều cao của cây. Câu 11. Khi nói về sự phát sinh, phát triển sự sống trên đất, phát biểu nào sai? Hóa thạch là di tích của các loài sinh vật. Hóa thạch là bằng chứng tiến hóa gián tiếp là sai rồi. Hóa thạch là bằng chứng tiến hóa trực tiếp, chỉ duy nhất một mình hóa thạch là trực tiếp. Còn lại tất cả các bằng chứng khác đều là bằng chứng gián tiếp. Cho nên câu A sai. Sự phát sinh sự sống trải qua 3 giai đoạn tiến hóa hóa học, tiền sinh học và sinh học, đúng. Trong quá trình tiến hóa, ARN là phân tử đầu tiên mang thông tin di truyền, đúng. Các em chú ý ARN chứ không phải ADN ha, người ta đã tìm ra được. Đầu tiên phải là ARN. Sự biến đổi vật chất, địa chất, khí hậu là nguyên nhân chính gây ra tuyệt chủng hàng loạt cấu trúc sinh vật là đúng. Câu 12, phép lai nào sau đây cho đời con có 8 kiểu gen, 8 loại kiểu gen. Ở đây có 2 cặp, thì mình sẽ tách riêng từng cặp, mình lai với nhau. Rồi cặp X giới tính mình lai với giới tính để mình xem có bao nhiêu kiểu gen. Thì ở đây 8. Thì chắc chắn các em sẽ loại những trường hợp mà dị hợp cặp này lại. Dị hợp này sẽ tạo ra là 3 loại kiểu gen. Đó, có 3 loại thì không thể nào 3 nhân với số nào được 8 hết. Có 2 cặp là mình phải nhân tích lại. Cho nên trường hợp mà A như thế này mình dị hợp mình loại. Khỏi cần viết ra nữa, đỡ tốn thời gian. Đó, đây dị hợp loại. Bây giờ chỉ còn câu C và câu D thôi. Thì ở đây câu C cặp A là mình sẽ có là A lớn, A nhỏ và A nhỏ nhỏ, đó là cặp A là 2 kiểu gen. Cặp D là XD lớn nè, XD lớn kết hợp lại. XD lớn, XD nhỏ, XD lớn Y và XD nhỏ Y, đó là có 4, là 2 nhân 4 bằng 8, câu C là đúng. Rồi câu D mình xem câu D, cặp A là 2 rồi. Đó là A lớn, A nhỏ và A nhỏ nhỏ là 2. Còn cặp D này có một loại giao tử, bên này có 2 thì chắc chắn chỉ tạo ra 2 loại kiểu gen thôi. XD lớn Y. Đó là 2 x 2 là ở đây là 4 kiểu gen. Nên câu D sai. Phép lai về cặp nhiễm sắc thể giới tính rất là đơn giản. Các em xem nó có bao nhiêu loại giao tử. Ở đây có 2, bên này cũng 2. Thì 2 x 2 sẽ 4 loại kiểu gen. Câu 13. Theo quan niệm của Darwin, nguyên nhân chủ yếu hình thành nên các giống cây trồng là do? A. Các vật giống vật nuôi cây trồng. Chú ý ha, vật nuôi cây trồng đó phải do con người tạo ra thì đó là dựa trên chọn lọc nhân tạo. Đây là do con người nè. Con người muốn tạo ra để phục vụ cho lợi ích con người. Câu 14, khi nói về điều hòa hoạt động gen, phát biểu nào sai? Gen điều hòa phiên mã. Gen điều hòa phiên mã liên tục. Các gen Z, I, A chỉ phiên mã khi môi trường có lactose. Đó. Gen điều hòa thì phiên mã liên tục, đúng. Cái gen điều hòa là gen gì? Đây là operon. Vùng B, vùng O và giống nhóm gen cấu trúc ZIA. Phía trước operon có gen điều hòa R. Gen này luôn tạo ra protein ức chế. Đó, cho nên là phiên mã liên tục. ZIA chỉ phiên mã khi môi trường có lactose, đúng. Có lactose thì có phiên mã. Không lactose thì không có phiên mã. Nếu vùng khởi động operon bị sai hỏng, vùng B là vùng khởi động, thì gen này mất khả năng phiên mã là đúng. Vùng khởi động làm nhiệm vụ gì? Là nơi ARN polymerase bám vào để khởi động phiên mã. Mà bây giờ nó bị sai hỏng rồi thì không thể khởi động phiên mã, thì mất khả năng phiên mã, cho nên B đúng. Câu C. Các gen ZIA có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã khác nhau. ZIA này nó cùng một cơ chế điều hòa, cho nên số lần phiên mã là giống nhau.
Đó, nó cùng cơ chế điều hòa ở đây, BO là chung, cho nên phải giống nhau, cho nên câu C là sai. Z phiên mã 5 lần thì Y và A cũng vậy, cũng 5 lần. Câu D, gen điều hòa nằm ngoài overon mang thông tin mã hóa protein ức chế. Protein ức chế nó sẽ bám lên vùng vận hành để kìm hãm phiên mã là đúng đấy. Protein ức chế, nhiệm vụ của nó sẽ gắn lên vùng vận hành, ngăn cản phiên mã. Nhưng khi môi trường có lactose, thì protein ức chế nó lại liên kết với lactose. Nó không gắn lên ô. Mà không gắn lên ô có nghĩa là phiên mã diễn ra bình thường. Các em nhớ, có lacto là có phiên mã. Không có lacto, không có chất cảm ứng ha, là không có phiên mã. Câu 15, khi nói về đặc điểm di truyền của các gen trong tế bào, phát biểu nào sai? Hai gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau phân ly độc lập trong quá trình hình thành giao tử. Hai gen mà hai cặp nhiễm sắc thể thì phân ly độc lập là đúng. Các gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau. Các gen trong tế bào chất thì không tồn tại thành cặp allele, phân chia không đều cho các tế bào con trong phân bào. Đúng, ở tế bào chất ha, trong nhân thì tồn tại, luôn tồn tại thành từng cặp. Chỉ có cặp nhiễm sắc thể giới tính thì có thể là không từng cặp thôi. Còn tế bào chất thì không tồn tại từng cặp allele và nó phân chia không đều cho tế bào con. Câu C, các gen lặn ở vùng không tương đồng X thường biểu hiện kiểu hình ở dưới XX nhiều hơn XY. Cô ví dụ ở đây, XA nhỏ, ở dưới cái này muốn biểu hiện kiểu hình phải XA nhỏ, nhỏ. Ở dưới đực là X, ở dưới XY là XA nhỏ Y. Thì đối với dưới XY này chỉ cần có một X, có một gen bệnh thì nó đã biểu hiện bệnh. Còn ở dưới cái bắt buộc phải có hai. Cho nên ở dưới XX này nó phải X hơn. Dưới XY này xuất hiện nhiều hơn. Bởi vì chỉ cần một là đã bị bệnh, còn khi phải xuất hiện cả hai thì hai nó phải khó hơn rồi, thì xác suất phải thấp hơn. Cho nên XY phải dễ bị bệnh hơn, sẽ biểu hiện nhiều hơn, sẽ gặp ở giới XY nhiều hơn là giới XY. Câu D, hai gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thì di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết. Đúng, đây là hiện tượng liên kết. Hai gen cùng nằm trên một cặp của ví dụ gen A, gen B. Đó, hai gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thì lúc nào nó phải di truyền cùng nhau khi mà liên kết hoàn toàn để tạo thành có hai nhóm gen liên kết, đó là AB và đó, đây là người ta gọi hai nhóm gen liên kết. Còn nếu mà như thế này, gen A cặp A, gen B nằm ở trên nhiễm sắc thể khác thì nó sẽ phân ly, trường hợp A nè, phân ly độc lập trong quá trình hình thành giao tử. Câu 16, nhân tố nào sau đây có thể loại bỏ hoàn toàn allele lặn? Allele lặn mà muốn loại bỏ hoàn toàn thì chính là các yếu tố ngẫu nhiên có thể đào thải allele có lợi có hại trội hoặc lặn ra khỏi quần thể. Còn chọn lọc tự nhiên thì không thể đào thải allele lặn được hoàn toàn ra khỏi quần thể ha, chỉ có đào thải hoàn toàn allele trội thôi. Câu 17, khi nói về bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sai? Cánh tay của người, chi trước của mèo, vây ngực cá voi, cánh dơi là cơ quan tương đồng. Đúng rồi, đây là cùng nguồn, tương đồng là cùng nguồn khác chức. Đó là cơ quan tương đồng. Còn ngược lại, cùng chức khác nguồn là cơ quan tương tự. Cánh bướm cánh chim là cơ quan tương đồng là sai. Đây là cơ quan tương tự. Cánh bướm cánh chim cùng chức năng nhưng khác nguồn gốc. Cơ quan tương đồng là bằng chứng về nguồn gốc của loài phản tiến hóa phân ly. Đúng. Cơ quan tương tự là bằng chứng về tiến hóa đồng quy. Đúng. Có hai loại ha, tiến hóa phân ly. Phân ly là cơ quan tương đồng, từ một nguồn gốc nó chia ra nhiều nhánh như thế này. Còn cơ quan tương tự là đồng quy. Đó, đây là gọi là đồng quy nè, từ nhiều kết về nhóm lại một gọi là đồng quy. Câu D, các loài có nguồn gốc gần gũi thì trình tự nu giống nhau, trình tự acid amin giống nhau. Đúng. Bằng chứng về sinh học phân tử. Câu 18, loại axit nucleic nào sau đây tham gia vận chuyển axit amin? Xe vận chuyển là phải là TARN. Nhớ ha, TARN là được xem là chiếc xe vận chuyển để vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mà. Câu 19, dạng đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi cấu trúc? Làm thay đổi cấu trúc thì phải là đột biến cấu trúc. Trong này chuyển đoạn là đột biến cấu trúc. Đây là đột biến số lượng nhiễm sắc thể, số lượng, đây là đột biến gen. Câu 20, khi nói về
trao đổi nước ở thực vật. Phát biểu nào sai? Tế bào khí khổng có chức năng điều tiết thoát hơi nước, đúng. Thoát hơi nước tạo động lực đầu trên kéo nước từ rễ lên lá là đúng. Nếu lượng nước hút vào lớn hơn thoát ra thì cây bị héo. Hút vào nhiều hơn thoát ra thì cây không héo được, hút vào ít hơn thoát ra thì cây mới bị héo, cho nên chỗ này bị sai, bị ngược rồi. Cho nên B sai. Tưới nước cho cây cần chú ý các đặc điểm đó là đáp khí hậu, loại cây, giai đoạn phát triển của cây, đúng. Thực vật thủy sinh hút nước qua toàn bộ bề mặt cơ thể, đúng. Thực vật thủy sinh là thực vật nó sống, toàn bộ cơ thể của nó nằm trong nước hết, cho nên nó có thể hút nước qua toàn bộ bề mặt cơ thể của nó. Câu 21, trong hệ sinh thái sinh vật nào không thể làm mắt xích mở đầu cho chuỗi thức ăn? Có hai loại chuỗi, chuỗi mở đầu bằng sinh vật sản xuất và thứ hai là sinh vật phân giải. Đó, có hai loại chuỗi như vậy. Sinh vật sản xuất đó là gì? Thực vật, tảo, vi khuẩn lam. Còn sinh vật phân giải ví dụ như dung nè, dung đất, nó sang mùn bã hữu cơ, đó là sinh vật phân giải. Ví dụ như nấm, hoại sinh, vi khuẩn hoại sinh, đó là sinh vật phân giải. Thì đây cây là thực vật, cây chỉ có bò. Động vật thì không bao giờ mở đầu cho, mở mắt xích mở đầu cho chủ thức ăn hết ha. Câu 22, khi xảy ra giao phối cận huyết thì giống kiểu xe này sẽ không xảy ra thoái hóa giống. Cận huyết là gì? Là tự thụ phấn đó. Tự thụ phấn, cận huyết này cho động vật, còn tự thụ phấn là cho thực vật. Đó, động vật giao phối cận huyết là giao phối có cùng huyết thống. Thì lúc đó là sẽ lấy kiểu gen đó lại với chính nó. Thì khi mà để không xảy ra thoái hóa giống thì kiểu gen ban đầu phải thuần chủng. Thuần chủng thì ở đây chỉ có câu A. Qua bao nhiêu đời giao phối cận huyết, có nghĩa là lai với chính nó, thì vẫn ra kiểu gen như vậy, cho nên không có thoái hóa giống. Còn ở đây khi mà có dị hợp, thoái hóa giống là hiện tượng gì? Nó sẽ tạo nên nhiều cái kiểu đồng hợp lặng, mà đồng hợp lặng này thường gây bệnh. Đó. Nào mà tạo nên càng nhiều đồng hợp lặng thì sẽ gây bệnh và gây suy thoái loại giống, gây thoái hóa giống. Cho nên những trường hợp mà có dị hợp như thế này, khi tự thụ phấn nghe lai với chính nó nè, thì nó sẽ tạo ra nhiều tăng đồng hợp, giảm dị hợp. Đó, cho nên đồng hợp trong đó có đồng hợp lặng, mà đồng hợp lặng tăng thì gây thoái hóa giống. Câu 23, hệ tuần hoàn động vật nào dây không đảm nhiệm chức năng vận chuyển khí oxy? Chỉ có duy nhất đối với động vật có hô hấp bằng ống khí. Đó, hệ thống ống khí. Thì cái ống khí này nó đưa trực tiếp đến từng tế bào. Nó mang oxy từ bên ngoài vào trực tiếp đến từng tế bào, cho nên hệ tuần hoàn nó sẽ không vận chuyển oxy. Vì vậy ở đây chỉ có đó là châu chấu. Hệ thống khí này chính là côn trùng. Mà côn trùng ở đây chính là châu chấu. Ở bụng châu chấu nó có một cái lỗ thở ha. Và từ cái lỗ thở đó nó sẽ đưa, có những cái lỗ thở, cái lỗ thở đó sẽ đưa đến những cái lỗ thở nhỏ hơn, và bắt đầu đưa đến từng cái ống khí nhỏ, đến từng tế bào. Câu 24, trong các nguồn xả sinh vật sau đây, nguồn xả nào thường có sự phân tầng mạnh nhất? Đó, thì ở đây là rừng mưa nhiệt đới, quần xã rừng nhiệt đới. Ở đây các em nhớ đến cái hình tam giác, các khu sinh học, có 4 khu sinh học trên trái đất. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thứ nhất là nhiệt đới, thứ hai là ôn đới, thứ ba cận bắc cực và thứ tư là bắc cực. Thì tương ứng với mỗi vùng này, nó sẽ có các quần xã. Thì rừng mưa nhiệt đới là nằm ở vùng nhiệt đới. Thì theo chiều này, độ đa dạng sẽ giảm dần đối với các quần xã. Cho nên càng giảm dần thì sự phân tầng là càng giảm. Cho nên cái vùng ở dưới này, vùng rừng mưa nhiệt đới này là sẽ là độ phân tầng mạnh nhất. Sau đó rừng lá rộng. Vùng ôn đới này có rừng lá rộng ôn đới. Vùng thứ ba là cận bắc cực. Cận bắc cực thì có rừng lá kim phương bắc. Và bắc cực thì sẽ có đồng rêu hàng đới. Đó, đây là nhiệt đới nè, ôn đới nè. Nó sẽ tương ứng với các quần xã sinh vật. Câu 25, khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sai? Gen đột biến thường được nhân lên nhiều thành nhiều bản sao nhiều quá trình phiên mã.
thì quá trình phiên mã này không nhân lên, cắt gen lên thành nhiều bản sao, mà phải nhờ quá trình gì, nhân đôi, quá trình nhân đôi ADN thì mới có thể nhân lên nhiều bản sao được. Cho nên câu A là câu sai. Nếu không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen là đúng, vì từ bản thân nó có thể phát sinh đột biến gen do ví dụ trong quá trình nhân đôi nó tự rối loạn. Câu C, khi có ba giờ nitơ dạng hiếm thì đột biến thay thế cặp nu là đúng. Đột biến được biểu hiện thành kiểu hình thì gọi là thể đột biến đúng. Thể đột biến là những đột biến đã biểu hiện nên kiểu hình. Câu 26, quần thể có thành phần kiểu gen này tần số A lớn. Rất là dễ rồi, A lớn ở đây là toàn bộ 0,7. Này một nửa A lớn là 0,2 chia 2 là 0,8, thì A nhỏ sẽ là 0,2 ha. A lớn cộng A nhỏ bằng 1. Câu 27, khi nói về ứng dụng di truyền vào việc tạo giống mới, phát biểu nào sai? Giống vô tầm tam bội được tạo ra bằng cách gây đột biến tứ bội hóa, sau đó tứ bội lai với lưỡng bội, đúng rồi, 4N tứ bội, lưỡng bội để tạo ra 3N, là ý thứ nhất đúng. Ý thứ hai, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở đời F1, đúng, của phép lai khác dòng, sau đó giảm dần qua các thế hệ, đúng. Đặc điểm ưu thế lai ha, cao nhất F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ, và người ta chỉ sử dụng ưu thế lai để làm thương phẩm chứ không sử dụng ưu thế lai để làm giống. Từ một phôi tiến hành cấy truyền cho phát triển thành nhiều cá thể thì cá thể này có kiểu gen giống nhau và giới tính giống nhau là đúng. Đó. Cái phôi ban đầu tạo ra nhiều phôi thì tất cả các phôi con tạo ra đó nó đều giống với cái phôi ban đầu, cho nên cùng kiểu gen cùng giới tính. Các phương pháp nuôi cấy mô, cấy truyền phôi đều có thể tạo ra giống mới cho năng suất cao. Các em chú ý ha, nuôi cấy mô và cấy truyền phôi bản chất là từ một kiểu gen ban đầu. Người ta tạo ra hàng trăm, hàng ngàn cá thể giống với kiểu gen ban đầu đó, cho nên không tạo giống mới, chú ý. Này, nó tạo ra nhiều kiểu gen này, giống ban đầu. Nó chỉ nhân nhanh giống thôi, chứ không tạo giống mới. Chú ý ha, con, các cây con tạo ra giống hợp với cây ban đầu, cho nên D sai. Câu 28, khi nói về môi trường, về các nhân tố sinh thái, phát biểu nào sai? Nếu môi trường có giới hạn sinh thái rộng hơn giới hạn sinh thái của loài thì mới phát triển được. Cả một loài của ví dụ nó sẽ có giới hạn sinh thái trong cái khoảng này. Thì trong khoảng này, giới hạn sinh thái, thì loài sẽ sống được. Còn nếu môi trường, ví dụ đây là 5,6 độ C, 42 độ C. Nếu mà ngoài, ví dụ như 2 độ C, thì sinh vật sẽ chết. Môi trường giới hạn sinh thái rộng hơn thì sinh vật mới phát triển được là sai. Sinh vật sẽ chết. Ngoài giới hạn sinh thái thì sinh vật sẽ không thể sống được. Câu B, có 4 loại môi trường: đất, nước, môi trường trên cạn và môi trường sinh vật. Đúng ha. Câu C, các nhân tố sinh thái có thể tác động tổng hợp lên đời sống sinh vật. Đúng. Sinh vật có giới hạn sinh thái càng rộng thì có vùng phân bố càng rộng. Đúng. Câu 29, trong hoạt động của tim, xung điện ở mạng Purkinje được lan truyền bộ phận nào sau đây? Thì chúng ta phải nhớ đến cái hệ dẫn truyền tim. Đầu tiên, nút xoang nhĩ. Đó, ở tim sẽ có nút xoang nhĩ. Nút xoang nhĩ này tự phát xung điện. Cái xung điện lan khắp cơ tâm nhĩ, làm tâm nhĩ co đầu tiên, hay phần trên của tim hay là tâm nhĩ co lại. Sau đó nó lan truyền đến nút nhĩ thất. Rồi, nút nhĩ thất này nó mới lan tiếp đến bó His và đến mạng Purkinje. Rồi theo mạng Purkinje. Purkinje này nó mới lan ra khắp cơ tâm thất, làm cho tâm thất co. Đó, mạng Purkinje là phần bên dưới, nó sẽ lan khắp cơ tâm thất làm tâm thất co, cho nên ở đây nó sẽ truyền là đến tế bào tâm thất. Câu 30, khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa, phát biểu nào sau đây đúng? Quá trình hình thành loài diễn ra trong thời gian rất dài, trải qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp là sai. Lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài nhanh nhất. Đó. Còn ở đây, dài, trải qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp, đây là hình thành loài bằng cách ly địa lý, khác khu vực địa lý. Câu B, quá trình hình thành loài mới không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên là sai. Tất cả quá trình hình thành loài đều cần phải có chọn lọc tự nhiên. Loài mới luôn có bộ nhiễm sắc thể với số lượng lớn hơn bộ nhiễm sắc thể của loài gốc. Đây là đúng ha. Thì câu C là câu đúng. Bởi vì lai xa và đa bội hóa này sẽ tạo nên thể song nhị bội.
Đó, mà song nhị bội là gồm hai loài 2N1 cộng 2N2. Hai loài 2NA nè, loài A và loài B kết hợp lại thì nó phải luôn lớn hơn bộ nhiễm sắc thể của loài gốc ban đầu. Xảy ra chủ yếu ở động vật có tập tính giao phối phức tạp là sai. Xảy ra chủ yếu ở thực vật. Tập tính giao phối phức tạp thì không thể nào thực hiện lai xa được hết ha. Câu 31, phổi của loài động vật nào sau đây không có phế nang? Đó chính là phổi của loài chim. Chim không có phế nang mà phổi của nó là cái hệ thống ống khí bên trong phổi. Câu 32, khi nói về đột biến lập đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu là sai. Đột biến lập đoạn dẫn tới làm tăng số lượng bản sao các gen trên nhiễm sắc thể, làm tăng hàm lượng ADN, tăng chiều dài nhiễm sắc thể là đúng. Câu B, ở lúa đại mạch, lập đoạn làm giảm hàm lượng amila có lợi sản xuất bia là sai rồi. Làm tăng, đây là một ứng dụng, một cái ví dụ đặc trưng sách giáo khoa của mình, làm tăng hàm lượng amila chứ không phải là giảm, cho nên B sai. Đột biến lập đoạn làm cho hai allen của một gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể đúng, tạo điều kiện phát sinh đột biến gen tạo gen mới là đúng. Đột biến lập đoạn làm nhiễm sắc thể của một đoạn. Đột biến lập đoạn nhiễm sắc thể là một đoạn nhiễm sắc thể lập một hoặc nhiều lần là đúng. Câu 33, khi nói về mối quan hệ giữa cá thể trong quần thể, phát biểu nào sai? Các cá thể cùng loài thường có xu hướng hỗ trợ nhau để săn mồi, sinh sản, chống điều kiện bất lợi môi trường là đúng. Khi mật độ cá thể tăng cao, nguồn sống khan hiếm thì gia tăng cạnh tranh cùng loài đúng. Cạnh tranh cùng loài sẽ loại bỏ các cá thể, cho nên dẫn tới tiêu diệt loài. Đó, chỗ này là sai. Cạnh tranh cùng loài làm giảm, nhưng nó có lợi. Khi kích thước quần thể quá cao, nguồn sống không đủ cung cấp nữa thì nó sẽ xuất hiện cạnh tranh. Cạnh tranh để giảm số lượng, để ổn định với sức chứa của môi trường. Kèm chú ý ha, cho nên cạnh tranh là tốt, cạnh tranh cùng loài này tốt, để nó ổn định với sức chứa của môi trường, cho nên câu C là sai. Câu D, cạnh tranh cùng loài làm giảm tỷ lệ sinh sản, tăng tỷ lệ tử vong, tăng sức cư và giảm mật độ cá thể là đúng. Câu 34, khi nói về các nhóm sinh vật trong hệ sinh thái, phát biểu nào sai? Thực vật tảo vi khuẩn lam là sinh vật sản xuất là đúng. Sinh vật sản xuất có nhiệm vụ phân giải các chất để trả lại môi trường. Sinh vật phân giải ha, phân giải có nhiệm vụ phân giải các chất trả lại môi trường, cung cấp chất cho sinh vật sản xuất là đúng. Sinh vật sản xuất là loài mở đầu chuỗi thức ăn, truyền năng lượng ánh sáng mặt trời vào quần xạ đúng. D, nấm, vi khuẩn hoại sinh, dung ký sinh là sinh vật phân giải. Nấm, vi khuẩn hoại sinh đúng, nhưng dung ký sinh này không phải sinh vật phân giải, phải là dung đất mới là sinh vật phân giải. Dung ký sinh, nó ký sinh vật khác thì nó là sinh vật tiêu thụ rồi chứ không phải là phân giải, cho nên câu D là câu sai. Câu 35, ở ruồi giấm, xét một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X, có nghĩa là nằm trên X mà không nằm trên Y các em. Có hai len, cách viết nào đúng? Đó, vùng không tương đồng của X, có nghĩa là nằm trên X mà không có trên Y, cho nên ở đây sai, nằm trên Y sai. Ở đây đúng, nằm trên X nè. Ở đây nằm trên Y sai, này nằm trên Y sai. Câu 36, người thường xuyên bị thiếu chất nào trong khẩu phần ăn có thể bị bướu cổ? Bướu cổ chính là iốt. Câu 37, khi nói về các cơ chế cách ly sinh sản, phát biểu nào sai? Củ cải lai với cải bắp sinh ra cây lai không khả năng sinh sản hữu tính thì cách ly sau hợp tử là đúng. Bởi vì tạo cây lai rồi, có hợp tử tạo nên cây lai. Cấu tạo cơ quan sinh sản không tương đồng, dẫn tới không giao phối với nhau gọi là cách ly cơ học là đúng. Do ra hoa hai thời điểm khác nhau cho nên không giao phấn với nhau, đây là cách ly về thời gian đúng, hoặc là cách ly mùa vụ. Có giao phối tạo hợp tử nhưng hợp tử không phát triển được gọi là cách ly sau hợp tử. Này, đã tạo hợp tử mà, tạo ra hợp tử rồi cho nên phải là sau hợp tử, cho nên đáp án là câu D. Câu 38, một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Có A lớn 0,8, tỷ lệ kiểu gen A nhỏ nhỏ quần thể. Cứ thấy cân bằng di truyền thì sẽ dùng Hardy Weinberg. 2BW A lớn A nhỏ, quy bình phương A nhỏ nhỏ. Ở đây người ta hỏi gì? Kiểu gen A nhỏ nhỏ chính là quy bình phương. Quy bình phương chính là A nhỏ bình. A lớn là 0,8, vậy A nhỏ là 0,2. A lớn cộng A nhỏ luôn bằng 1. Vậy ở đây A nhỏ nhỏ sẽ bằng là 0,2 bình phương bằng 0,04. Đáp án chính là câu A.
Câu 39, một gen có 2.000 cặp nu, số nu loại G 35% và số nu loại A là bao nhiêu? Chúng ta biết rồi, phần trăm A cộng phần trăm G luôn bằng 50%. Hai loại nu khác nhau cộng lại bằng 50%. Vậy phần trăm A là bằng 50 trừ 35 là 15%. Mà có 15% có tổng số nu luôn. Một gen có 2.000 cặp nu, vậy số nu của nó là 2. Các em chú ý nhiều bạn nhân 2.000 là sai đó. Nhân 2 cặp bằng 4.000. Vậy số nu của nó sẽ bằng, A sẽ bằng 15% của 4.000, chính là 600. 4.000 nhân 15% bằng 600 nu. Nhớ là cặp ha. Trên đề là cho cặp nè. Nhiều em không đọc kỹ là lấy nhân 2.000 là ra có 300 là sai. Câu 40. Khi nói về nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai? Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo tồn, đúng. Enzyme ADN polymerase không có chức năng tháo xoắn, đúng. Có enzyme tháo xoắn riêng ha. Nhưng mà đối với phiên mã thì ARN polymerase vừa tháo xoắn vừa tổng hợp luôn. Các gen trong nhân tế bào thì số lần nhân đôi bằng nhau. Đúng. Ở mạch khuôn 3.5' thì mạch mới tổng hợp gián đoạn. Mạch khuôn này là mạch gốc rồi, được xem là mạch gốc thì phải tổng hợp liên tục. Còn mạch mà 5.3' này là tổng hợp gián đoạn. Cho nên câu sai chính là câu D.